nông gia lũ bồ chết khó. Chúc năm nay thuyền dân ra biển khơi, ngư dân tôm cá lưới đầy. Chúc thư gia gặp mẹ trong bát buồn, năm nay phát tài chúng to. Chúc sinh viên được tương lai sáng tươi, thăng quan thi đỗ dễ dàng. Đón chúc xuân khắp nơi thi thành thôn quê, anh em ta hân hoan trong tà áo mây. Em nay trong tay mừng kính chúc ông bà, xuân yêu thương xuân lại về. Có ai đang dù buồn ban chốn xa cũng nhớ về cố hương. Chúc năm nay mừng công nông kỹ thương, mọi người may mắn phát tài. Kính chúc kính dâng lời chúc đến muôn nhà một năm mới thành an. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mơn mát êm như sao diều dặn dơ, nắng mưa sớm chiều cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quảng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạn ơi. Một tràng pháo tay thật lớn được giờ này, vâng xin mời. Và cũng để tiếp tục chương trình hôm nay, để báo cáo với tất cả quý vị, cô bác, các bạn trong chương trình hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời một ông đại diện cho cơ sở hãy lên tóm tắt chương trình trong buổi sáng hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng ngài kính mời của xã An Nhân và thôn An Biên. Đúng là Mậu Tuất xuân về tới mọi nhà, đào mai đua nở rộ muôn hoa, vui xuân yến não người cao tuổi, đón Tết cháu con chúc thọ già. Thưa các cụ, quý vị cùng toàn thể nhân dân, xuân 2018, xuân của đất trời, xuân của lòng người đã tràn về trên quê hương đất nước. Mùa xuân này tiếp bước mấy xuân qua, xuân kỳ diệu đã đến với đại gia đình nhà ta. Không dễ có một mùa xuân như thế. Buổi hôm nay gia đình chúng ta trọng thể tổ chức lễ mừng thọ, mừng xuân. Kính chúc các cụ cao niên mạnh khỏe bội phần, cùng con cháu muôn lần thêm đón Tết. Mậu Tuất về trong niềm vui khôn xiết, tuổi 95 bậc thượng thượng thọ vui vầy, họ mạc cháu con sum họp đủ đầy, cùng các cụ các vị lãnh đạo ở thôn và ở xã đón xuân mới trong niềm vui khó tả. Thay lời gia đình xin trân trọng cảm ơn, kính chúc mọi người một năm mới có thắng lợi nhiều hơn, và các cụ cao niên thọ càng thêm trường thọ. Xin kính chúc. Thưa các cụ, quý vị cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, và thay mặt cho gia đình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin công bố lễ mừng xuân chúc thọ cho cụ mẹ Việt Nam anh hùng, cụ Trần Thị Nga, tuổi 95, xin phép được bắt đầu.
trình liên hoan văn nghệ. Chào mừng, mừng chúc họa cho cụ. Sau đây tôi xin trân trọng chuyển tới các cụ, quý vị và đặc biệt xin mừng mẹ Việt Nam anh hùng một bài thơ. Niềm vui trọng thể hôm nay, dâng dâng mẹ nhớ những ngày chia xa. Tiến con ra trận sông pha, tình non nước với tình nhà nặng mang. Con đi mẹ dặn lời vàng, lời của mẹ, của xóm làng quê hương. Vững tâm trên mọi chiến trường, tình yêu tổ quốc quê hương mặn nồng. Mỏi mòn năm tháng chờ trông, hai lần mẹ nén khôn cùng nỗi đau. Tuyệt trường nay phủ mái đầu, bao năm tháng đợi sĩ đâu riêng mình. Trải qua mấy cuộc trường chinh, hai con của mẹ đã hy sinh trọn đời. Đã qua mấy chục năm trời, quê hương tổ quốc khắc lời ghi công. Tình dân nghĩa đảng mặt nồng, ngàn năm ghi tạc mãi không phai nhòa. Con là con mẹ chúng ta, mẹ là người mẹ Việt Nam anh hùng. Và trở lại chương trình Liên hoan văn nghệ, sau đây xin trân trọng kính mời chương trình anh sẽ dẫn một số chương trình văn nghệ để tiếp tục các cái chương trình chào mừng. Và tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn những lời phát biểu cũng là đại diện cho cơ quan chính quyền cũng như đại diện cho gia đình những lời chúc phúc tới cụ trong chương trình buổi sáng hôm nay. Trở về với chương trình, các nhạc đặc biệt rất vinh dự cho những người đẹp chương trình, vinh dự cho gia đình. Và ngày sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta đón nghe những lời ca tiếng hát của quê lúa Thái Bình, đến từ quê Thái Bình, làn điệu chèo, làn điệu dân ca ca cũng đã trở về với chương trình buổi sáng hôm nay. Vừa đề bắt đầu chương hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta hướng về phía sân khấu và đón nghe điệu hát chèo qua điệu tò vò, người trình bày anh Xuân Vân được trở về trong chương hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời. Oh,
trong kính thưa các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể họ hàng nội ngoại. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Nhân lên tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và có mấy lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời chị. Kính chúc cụ mạnh khỏe, trường thọ. Và cũng xin kính chúc sức khỏe tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và quý vị đại biểu. Quý thùng xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ. Chúng tôi kính chúc tới cụ trong chương trình ngày buổi sáng năm nay của đồng chí đại diện cho chính quyền trong một cơ sở hôm nay. Kính thưa quý vị, đúng là mỗi mùa xuân sang mẹ tôi đầy thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ. Và để tiếp tục chương trình khán giả hôm nay, xin mời quý vị hướng về phía sân khấu và đón nghe Thu Bến từ gửi tới quý vị ca khúc có tựa đề Mừng Tuổi Mẹ. Ngày tôi xa mẹ càng gần, dù
Được. Và những tác giả viết về mẹ có thể nói không bao giờ có thể nói hết công trang nhé mẹ. Và viết về mẹ, tôi cũng xin có mấy lời mừng mẹ như sau. Mẹ là mặt đất cỏ cây, mặt nhật cỏ nắng, làn mây của trời. Mẹ là duy nhất cuộc đời, ấm con 9 tháng, dư 10 ngày ôm. Khổ đau mẹ chịu âm thầm, sướng vui hạnh phúc mẹ nhường phần con. Mẹ như nước ở trong nguồn, công ơn dưỡng dục trào tuôn tháng ngày. Từ khi đỏ hỏn trên tay đến khi chập chững tháng ngày biết đi, con thời khắc cốt tâm ghi, mẹ là tất cả, mẹ vì các con. Trong người mẹ chút sữa ngon, cho con tất cả, cho con cuộc đời. Ngày mưa nhìn thấu đến trời, chỗ ướt mẹ chịu, con ngồi chỗ khô. Trời đông trường cửa trống ô, chở che mẹ đã làm bồ cho con. Nói sao hết nghĩa vuông tròn, mẹ là hết thầy, cỏ con cuộc đời. Ơn sâu cho thấu đến trời, mẹ là mẹ của cuộc đời chúng con. Xin kính chúc. Và trở lại chương trình tặng quà buổi sáng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch hội người cao tuổi của xã An Nhân lên tặng hoa và tặng quà. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nha. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ông đã gửi cho mẹ những món quà vô cùng ý nghĩa chương trình hôm nay ạ. Ngày, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian, cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Này những người mẹ thân xe xây dựng một đàn con, và giờ đây những người con cũng đang có mặt trong chương trình hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, và xin mời quý vị chúng ta hướng về phía sân khấu và đón nghe và gặp lại những người con gái trưởng của mẹ hôm nay, đó là Trần Thị Nhuận. Vâng, cô Trần Thị Nhuận trở về trên sân khấu hôm nay với người mẹ thân yêu nhất của mình hôm nay, và cô có những phần thơ được tặng mẹ trong chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng kính thưa cô ạ. Kính thưa các quý khách, kính thưa các họ hàng, cô dì chú bác và con cháu của cụ cũng như là dân làng. Đầu xuân tôi chúc tất cả mọi người là vui vẻ, khỏe, trẻ như mùa xuân. Còn cái bài Mẹ Việt Nam Anh Hùng thì thôi tôi không đoạn nữa. Mừng mẹ,
mừng xuân hoa nở, mùa xuân hoa nở, mùa xuân hoa đua nở. Con về mừng mẹ tuổi 95, dáng vóc sắc xuân luôn phong độ. Mẹ cười đôn hậu nở trên môi, chúc mẹ mạnh khỏe thật dài lâu, sống lâu trường thọ như sơn hải, bách niên gia lão lộc chủ lai. Bài một cái thôi, còn nhiều bài nhưng mà để chương trình không có. Xuân về chúc mẹ vạn niềm vui, là tấm gương cháu sáng cho đời. Con cháu cháu theo gương mẹ, mãi mãi hưởng xuân của đất trời. Chúc mẹ thọ bách niên vui, gia đình đầm ấm vui tươi tuổi già, xóm thôn họ tộc chan hòa, con cháu tiến những bước xa hơn người. Dâu rể hiền, trai gái thảo là vui, tuổi cao vui khỏe như lời cầu mong. Tuy già nhưng vẫn sáng trong, việc nhà việc nước thành công vẹn tình. Lời chúc phúc thọ khang ninh, gia đình hạnh phúc yên bình, gia đình hạnh phúc yên bình thảnh thơi. Hết ạ. Nói là tiếp tục thắp sáng mãi truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý truyền thống của dân tộc ta đã hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đại diện cho gia đình nhà tài trợ đã có rất nhiều năm tài trợ mẹ Việt Nam anh hùng với những món quà rất ý nghĩa, và hôm nay ngày mẹ Việt Nam anh hùng cụ mừng thượng thọ tuổi 95, đại diện gia đình nhà tài trợ ông Khúc Văn Hiền, xã Đồng Minh cũng về tham dự và có quà lên tặng. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Khúc Văn Hiền lên tặng quà cho cụ. Các ông, các bà cùng toàn thể gia tộc nhà ta rất vinh dự, cụ đây, cụ nhà ta đây năm nay là 95 tuổi. Gia đình anh em con cháu chúng tôi thì làm ăn ở trong thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vì điều kiện là các cháu nó không về được, tôi là bác của cháu thì hiện nay là đang ở bên Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sang để mừng họ cho cụ năm nay 95 tuổi, và cũng mong cụ sống lâu sống khỏe với con với cháu, và làm gương cho con cho cháu để các con các cháu có một cái niềm vui chăm sóc và phụng dưỡng cụ. Thế cũng thay mặt cho các con các cháu của anh em chúng tôi là một nhà tài trợ vì trong Biên Hòa là một cái doanh nghiệp làm đá, thì cháu ruột của em tôi thì cháu nó không ra được. Hôm qua thì có một cháu út nó ra, nhưng mà ra là có việc thì nó về ngay. Thế còn tôi thì ở ngoài này là trông nom, báo cáo cuối cùng là trông nom nhà thờ tổ, thế rồi là chăm sóc anh em con cháu ở các cụ ở ngoài này. Các cụ cậu hôm nay về thượng thọ cho cụ có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới. Xin hết. Nhận được một bài thơ của một người con ở Nhân Hòa, sau đây được ủy quyền tôi xin phép được đọc để mừng thọ mẹ hôm nay. Mẹ ơi, con ở Nhân Hòa, con với con mẹ đã là tình thương. Mẹ lấy 95 tuổi thọ trường, cây cao bóng cả tình thương dạt dào. Đất nước biết mấy tự hào, lạy sinh như mẹ công lao anh hùng. Mừng xuân Mậu Tuất vui dung, dâng lời thành kính chúc mừng mẹ thương. Công danh ngôn hạnh trên đời, là phúc lộc thọ trên trời ban cho.
vì độc lập, vì tự do đã được nhà nước tặng cho bảng vàng. Mẹ lấy sống qua vẻ vang, đất nước đàng hoàng đẹp lắm mẹ ơi. Xin kính chúc. Thơ ca và văn nghệ chào mừng. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cụ Trần Điềm là em của cụ ở đây sẽ lên có những vần thơ chúc mừng. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tôi là em út của gia đình và chị tôi là gái út của gia đình. Chúng tôi bố mẹ sinh ra 8 chị em và hôm nay rất phấn khởi, rất vui mừng khi chị tôi 95 tuổi và vinh hạnh được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nhất của người phụ nữ Việt Nam, đó là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi về tình cảm chị em nên có mấy vần thơ để tặng chị tôi trong buổi mừng xuân chúc tuổi cho chị tôi hôm nay. Xuân này mừng lắm, xuân này mừng chị tuổi cao 955 trọn, biết bao nghĩa tình. Chúc mừng chị được hiển vinh danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Gia đình dòng họ vui chung, đoàn viên mở tiệc trùng phùng trúc mai, vẹn tròn phúc lộc cả hai. Em mong năm tới xuân mai lại mừng. Và tôi chỉ biết đọc thôi, nhưng mà muốn thể hiện cho nó các vị được thưởng thức nên nhờ cháu mà là ca sĩ. Chị là cụ Trần Thị Nga. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xuân này mừng chị tuổi cụ Trần Thị Nga. Don't
Hôm nay xin mời tất cả quý vị chúng ta vẫn tự nhiên sơi trầu uống thuốc hút thuốc hướng về phía sân khấu và đón nghe qua bài chèo bài ca dân mẹ theo điệu năm cung người trình bày chị Hồng Bích được trở về sân khấu hôm nay. Vâng, xin chào quý vị chị.
và liên hoan văn nghệ để mừng thọ mẹ. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời con rể của mẹ, ông Nguyễn Văn Vỡi, có những vần thơ lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể các vị quý khách, hôm nay trong buổi mừng xuân chúc thọ mừng mẹ chúng tôi 95 tuổi, là một người con trong gia đình, tôi xin phép là mấy vần thơ mộc mạc để xin tặng mẹ. Tên bài thơ là bài thơ tặng mẹ, tôi xin phép đọc để tặng mẹ và mời các vị quý khách cùng nghe. Mừng mẹ xuân này tuổi 95, mạnh khỏe vui tươi mắt sáng ngời, gia đình con cháu vui hòa thuận, trên kính dưới nhường học chăm ngoan. 90 năm tuổi vui, 90 năm tuổi sống vui cười, chí vững bền gan dạ sắt son, răn con dạy cháu theo lời bác, xây đẹp quê hương nước non nhà, vẫn trang hòa khiêm nhường cần kiệm, tấm gương trong con cháu soi cùng, vững vàng sắc thái ung dung mà dịu dàng thân thương vô bờ bến. 90 năm tuổi nêu gương sáng, người mẹ anh hùng dân tộc Việt Nam. Xuân này mừng mẹ tuổi 95, hẹn ngày đại thọ 100 con lại mừng. Xin kính chúc. Rất là mộc mạc và sâu lắng. Và trở lại chương trình thơ ca để chúc mừng trong buổi mừng thọ hôm nay, sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà, các bác lãnh đạo cùng toàn thể họ hàng là một niềm vinh dự đối với gia đình. Và sau đây tôi xin có một bài chúc mừng chung trong cái buổi lễ mừng thọ hôm nay như sau. Trong buổi lễ mừng xuân chúc thọ, cháu viết lời thơ ngỏ sáng trong, quê hương ôm trọn tấm lòng, nuôi người yêu dấu tâm trong sáng ngời. Ôn quá khứ nhớ thời thơ nhỏ, là biết bao gian khổ bần hàn, quê nghèo xưa cánh lầm than, bao nhiêu tình cảm chỉ tràn trong tâm. Nay đất nước sang tầm sự mới, quê hương nhà tiến tới phồn vinh, xóm thôn chọn nghĩa vẹn tình, càng đi càng thấy quê mình đẹp hơn. Ta mang nặng dày ơn nghĩa mẹ, cùng công cha dưỡng dục sinh thành, cho đời lấy lỡ mầm xanh, cho cây thắm cội, cho cành ra hoa. Lòng ghi tạc công cha nghĩa mẹ, truyền lại cho con trẻ hôm nay, công cha nghĩa mẹ cao dày, viết dòng tâm sự giải bày lòng nhân. Kính chúc cụ trăm xuân trường thọ, dạy cháu con sáng tỏ tấm lòng, dấu đời gạn đục khơi trong, chữ tâm, chữ đức, tấm lòng, tri ân. Tết về trời cũng sang xuân, năm cũ đi đón niên tân trở về, niềm vui gửi dọn chốn quê, cả trời cả đất tràn trề sức xuân. Xin kính chúc. Chị Nga tuổi tròn 95, thì hai em của cụ là cụ Lê Thị Quất và cụ Nguyễn Thị Hán cũng có một bài thơ để chúc mừng cho cụ. Sau đây xin quý vị cùng lắng nghe. Chị Trần Thị Nga tuổi thọ 95. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị
hãy đến với bài hát được mang tên Lòng Mẹ. Lòng mẹ bao la thiệt hay điều xa xao, tình mẹ yêu mến như đông lúa chiều, gì sao bên đêm chẳng là rơi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ giao duyên mời chào cho chương trình buổi sáng hôm nay để mừng tuổi mẹ hôm nay. Và xin mời các nền anh đình chỉ trở về sân khấu hôm nay ạ. Thank you.
chính quyền địa phương. Kính thưa các cụ, công các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể mọi người về dự buổi lễ mừng thọ của cụ Trần Thị Nga hôm nay. Thật đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong niềm vui phấn khởi hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một khúc ca chèo theo điệu Đường Trường Thu Không. Giới thiệu và kính mời các ông chí thay mặt cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của thôn Lân Biên lên tặng quà cụ. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn cao sĩ. Kính mời cụ Trần Điềm thay mặt trong gia đình nên có lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Hương Nhân, thôn An Biên. Đúng là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc thọ ra đến tận nhà. Vâng, thưa quý vị, xuân Mậu Tuất này chị ruột tôi tròn 95 tuổi,
và là danh và được nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với cái tuổi 95 xưa nay hiếm, con cháu anh em trong gia đình kết hợp với hai họ bên nội và bên ngoại, chúng tôi có tổ chức buổi mừng xuân chúc thọ chúc chị tôi tuổi 95. Cảm ơn các quý vị đại biểu và gia đình được ghi nhận những tấm lòng quý giá của Đảng ủy, Ủy ban, Hội đồng Nhân dân và các ban ngành đoàn thể cùng các tổ chức xã hội, các doanh nhân nổi tiếng và các bộ chỉ huy đã phụng dưỡng, đã nhận phụng dưỡng mẹ tôi với danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và hôm nay các vị cũng có về chúc mừng chị tôi 95 tuổi. Cảm ơn ban nhạc của tập thể thành phố Hải Phòng và huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình cùng các anh em bè bạn, nhất là con cháu của các cụ của chị tôi và trong gia đình, trong dòng tộc. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các vị luôn luôn mạnh khỏe. Sau đây các vị dành ít phút để gia đình chúng tôi mở tiệc đoàn viên chúc mừng chị tôi thêm tuổi mới và mãi mãi sẽ là cây đại thụ, cây cao bóng cả của gia đình. Nào con cháu anh em chuẩn bị vào bữa tiệc để chúc phúc, chúc cho chị tôi cũng như cho mẹ, cho bà, cho cụ luôn luôn mạnh khỏe, trường tồn mãi mãi. Nào các cháu chuẩn bị để lên đi chúc mừng. Thank you.
Buổi sáng có hai mâm là bác cầm giúp em qua mua được đâu nhỉ? Ở ngoài cũng thấy ở đâu time.